kênh Người Vùng Cao nhé. Hôm nay Người Vùng Cao cho các bạn biết mình làm cái bàn bếp nhé các bạn nhé. Vùng Cao đã đo hết rồi. Thế thì mình đo thì mình đo theo khổ gạch thôi. Mình làm rộng 60 và độ dài thì bàn hình bàn bếp ga hình chữ L nhé các bạn nhé. Đã đo rồi. Đoạn kia thì khổ gạch 60 thì mình tính từ cái đầu trụ đầu tiên sang đến mép tường kia là 1m80 là 3 tấm gạch các bạn nhé. Còn đầu từ bên này sang bên kia ấy, thì là trụ từ bên này sang tường bên kia thì là 2m4 thì là 4 tấm các bạn nhé. Đây còn đây là khổ gạch mình làm đây, khổ gạch 60 mặt bàn bếp nha các bạn nhé. Còn dưới kia là gạch ốp tường với ốp chân các bạn ạ. Còn đây là trụ của nó. Đồ khoai nhá. Đồ khoai cho ông nhá. Bạn muốn nó được bằng sang bên đây rồi khi mình lúc mình xây trụ mình xây bằng cái này lúc mình làm cái mặt trên ấy, đủ cái mặt trên ấy, thì nó sẽ bằng luôn nha các bạn nhé, mình không phải căn lại nhiều đâu, mình phải lấy mặt bằng trước các bạn. Mình sẽ lấy mặt bằng 3 trụ cho nó bằng nhau hết nha các bạn nha. Bằng 3 trụ này cho nó cao bằng nhau hết, lúc mình xây bằng mặt bằng của nó rồi. Đến lúc mình đổ thì nó sẽ bằng hết. Rồi mình đo lấy thước với đo này. Đo trụ này, mình làm cái trụ nó cao từ 63 đến 65cm thôi. Không thì nó cao quá. Thì đấy bếp mình sẽ cao, còn làm thấp quá thì mình rút cái bàn bếp cái bình ga vào cũng được nha các bạn nhé. Mình làm cái chân nó cao tầm 63 đến 65 là lúc mình đổ lên nó là vừa đấy. Vậy các bạn theo dõi mình làm nhé.
Rồi mình làm xong đến đây trụ cuối cùng rồi nha các bạn nha. Tí mình sẽ ốp luôn. Mình làm xong trụ này thôi, mình chờ nó khô khô mình ốp luôn nha các bạn nhé. Đây mình đã làm xong rồi nha các bạn nhé. Giờ chỉ còn chờ chờ nó khô thôi, thì lúc mình ốp luôn cả chân, mình không chát nữa các bạn ạ. Đây mình làm phẳng hết rồi, không phải chát đâu. Gạch thường thường này hay làm bằng gạch chỉ, nhưng mà tiết kiệm thì có gạch này rồi mình làm luôn bằng gạch này nhá. Gạch này là gạch 14 nha các bạn nhé, cao 20, rộng dài 40. Chưa thì áp trao thử nhá. Rồi mình tính lúc mình làm bếp, mình tính mình làm cái trụ này nó thụt vào 2 phân nhá, tùy gạch ốp mình dày hay mỏng nhá. Như gạch thì mình gạch mỏng thôi nên là mình trừ đi 2 phân. Bản của nó là bản gạch của nó là 60 nên là mình trừ đi còn 58 phân thôi. Đây, độ dài mình thế mình trừ đi 2 phân. Nhưng là 2m40 thì mình trừ đi 2 phân, còn 2m38 thôi nhá các bạn nhá. Đấy. Các bạn trừ đi như này, xong rồi làm cao thì các bạn làm cao chân của nó là 63 đến 65 thôi. Đấy, tối thiểu cái chân nó cao như thế là được rồi. Để đút vừa cái bình ga vào bên dưới, lúc mình đổ lên nữa thì nó cao 70 phân là vừa các bạn nhá, bếp ga mình ấy. Đấy, kể cả bếp âm hay là bếp dương nó cũng thế. Đấy, các bạn nhá, các bạn ít theo dõi mình sau nhá. Bây giờ mình sẽ nghĩ chờ chân này khô đi đã. Đấy, rồi mình sẽ úp. Đây các bạn này, mình đã làm xong phần chân và phần bên dưới cái bếp rồi. Giờ mình còn đổ cái bàn bên trên nữa thôi. Cái mặt này. Đấy, mình đã úp xong. Mình còn đổ cái bàn bên trên với lại úp lên trên nữa. Đấy, giờ mình làm cái này, mình sẽ làm xong, làm phần này trước đây. Xong rồi. Đây còn cái này thì sau này mình lúc mình đổ ấy thì mình đổ bằng cái này này, các bạn. Cái này mình ốp lên để làm tấm chắn luôn. Tấm chắn lúc mình đổ luôn, mình sẽ đổ trực tiếp trên này luôn nhá các bạn nhá. Đổ trực tiếp mình bán với kê ra. Đấy, lúc mình đổ bằng cái này này các bạn nhá. Còn lúc kê ván ấy mình sẽ lấy gạch về đặt sang đây. Ốp sang luôn các bạn nhá. Đấy, mình quay tổng thể bên dưới cho các bạn xem. Đây các bạn, đây, bên này cũng thế. Mép bên bên ngoài thì mình làm để cái khoa nó cao lên nhé các bạn nhé. Để lúc mình đổ bằng cái này luôn. Đổ bằng cái này, lúc mình ốp ấy thì ốp cái tấm ở bên trên mặt ấy. Thì mình đặt hồ giải lên xong thì mình ốp bằng cái mặt này luôn, ốp lên hẳn cái mặt này luôn nhé các bạn nhé. Đấy.
Nhà quay tổng thể một lượt cho các bạn xem nhé. Đây các bạn ấy. Đây, sau này cái bồn chậu rửa sẽ để ở kia và cái lối thoát nước với cấp nước lên sẽ lối ở kia các bạn nhé. Còn bên này gần cạnh cửa sổ ấy sẽ lăng lăng sẽ làm cái bếp ga đấy. Mình đã ốp xong cái bàn, đã làm xong cái đủ xong cái bàn nhá. Đấy, lúc mình đổ thì mình đổ cách ra cái mặt này xuống 2 cm này, lúc mình làm mặt bằng cắt xoa lên bên trên một tí nữa cho nó bằng luôn. Giờ mình đổ bê tông thì mình không làm được bằng phẳng hết đâu, nên là phải để lại. Thì trong quá trình mình làm ấy thì mình không quay được nhé các bạn này. Đấy. Vì công việc bận rộn quá. Đây các bạn ạ. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ làm cái bàn cho nó phẳng luôn. Bây giờ mình sẽ làm cái bàn này cho nó phẳng luôn, mình ốp luôn nha các bạn nhé. Đây mình đã úp xong cái mặt bàn nha các bạn này. Đấy. Mình đã úp xong rồi. Đây cái chậu mình lắp, mình lắp thụt xuống dưới cho nước nó đỡ tràn ra trên mặt bàn nhá. Trong vành chậu thì nó đã thụt rồi nhưng mà mình lắp mình vẫn để một tấm gạch hoa ở ngay bên trên. Mình không lắp lên bằng cái nền gạch hoa đâu. Tùy từng người lắp thôi. Này có người lắp bằng, có người mình hay lắp thụt dưới tấm gạch hoa nhé. Sẽ úp đến tường nha các bạn nhé.
Thật này, đi. Úp lên tường này, các bạn theo dõi mình làm nhé. Đái đổ cái nhá. À đi. Em sẽ ốp từ mép này đi sang cho các bạn nhé. Ở bên này là do mình đã kẻ đường thẳng trước rồi nên là mình không cần phải dọn lại đấy. Cây nhỏ đi. Ai sổ mở? Ai sổ? Dạ. Ai sổ? Cái này đánh vào mũ một phát nhá. Thì nó chuẩn hết rồi đấy các bạn. Không đâu. No. Thế này no. No đấy. Đâu gì? No. No gì? Cái chày này chày giá của ông ấy cái đó.
bạn ơi, mình đã làm xong bàn bếp nha các bạn nha. Đây này, đã úp xong, đã hoàn thiện xong rồi. Đấy. Đấy. Đã lắp xong rồi. Đây phần bên trên là mình úp lên 3 tấm là vào 1m2 nhá. Mỗi tấm 40 phân. Đấy. Đây mình đã lắp xong cả chậu rửa rồi. Đây các bạn ạ. Nhá. Đây. Còn những cái này thì mình chưa tháo ra được đâu vì nó chưa chưa khô hẳn nhá. Đợi vài ngày thì nó khô mình mới tháo ra. Vì mình làm trong vòng mấy ngày xong rồi mặt bàn của nó chưa khô đâu đấy. Đây, nếu mà đưa vào sử dụng luôn thì chưa được. Đây, tầm sử dụng luôn phải tầm 5 ngày sau đợi mặt bàn nó khô hẳn đấy. Mặt bê tông nó khô hẳn thì mới sử dụng được. Đây, các bạn thấy video của người vùng cao hay thì like, comment và chia sẻ cho người vùng cao nhé. Đấy, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của người vùng cao.